Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và các văn bản khác của Trung ương. Bắc Trà My khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và các ủy viên cơ sở năm 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện về đề án trồng rừng gỗ lớn tại huyện Bắc Trà My. Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành tại huyện Bắc Trà My. Phóng sự Bắc Trà My chủ động ứng phó dịch sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chính của chương trình. Sáng ngày 23 tháng 9, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản khác của Trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, quán triệt quy định số 67 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quán triệt hướng dẫn số 25 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về một số nội dung công tác phòng chống tiêu cực, quán triệt quy chế số 01 ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh về quy chế làm việc, quán triệt quy định số 80 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quán triệt thông báo số 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, quán triệt kết luận số 34 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, quán triệt quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên bằng hình thức phù hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ huyện. Chiều ngày 22 tháng 9, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2022-2025. Trong 2 năm qua, mô hình dân vận khéo đã được các cấp ủy chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà My triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực. Toàn huyện đã đăng ký và triển khai thực hiện 276 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 21 mô hình được đánh giá đạt hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình chuyển đổi giống lúa cho năng suất cao của Hội Nông dân thị trấn Trà My, mô hình vận động hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc đường hoa, mô hình tủ quần áo không đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, mô hình thực hiện các thủ tục cải cách hành chính trên các lĩnh vực bằng phần mềm tại Trung tâm Giao dịch Một cửa huyện của Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường của thôn 1 xã Trà Tân. Tại hội nghị chuyên đề, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo huyện Bắc Trà My đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến thực tiễn từ cơ sở, qua đó đưa ra các giải pháp đúng đắn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn huyện từ phong trào thi đua dân vận khéo. Huyện ủy Bắc Trà My vừa khai giảng lớp nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022 cho 4 xã Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ca và Trà Nú. Trong 5 ngày, các học viên đã được báo cáo viên huyện ủy truyền đạt 6 chuyên đề chính, gồm tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên cơ sở,
qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng nhằm giáo dục lý luận chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng ngày 20 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị phản biện dự thảo đề án phục hồi rừng gỗ lớn, rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo, đồng thời có nhiều ý kiến tham gia tại hội nghị, xoay quanh các nội dung như rút ngắn đề dẫn cho gọn gàng đầy đủ để dễ hiểu hơn, đồng thời thay đổi tiêu đề của đề án cụm từ phục hồi rừng gỗ lớn thành trồng rừng gỗ lớn, cần đưa số định mức cho công nhân làm rừng, xem xét lại hai pháp lý cho đúng với thời gian. Tại mục 6 phần 2 của đề án, cần bỏ cụm từ cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con. Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, được phản biện xã hội, đã giải trình cung cấp thêm thông tin, làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung dự thảo chương trình mà đại biểu dự hội nghị tham gia ý kiến. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện sẽ có báo cáo giải trình các ý kiến tại hội nghị sau phản biện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo đến các đại biểu. Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lớp tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 200 đại biểu tại huyện Bắc Trà My. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện phòng PA03 Công an tỉnh Quảng Nam đã phổ biến quán triệt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, hệ thống hóa những nội dung cơ bản của luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, những nguy cơ có thể dẫn đến lộ mất bí mật nhà nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ mất bí mật nhà nước, đồng thời giải đáp những kiến nghị thắc mắc trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước của đại biểu. Qua buổi tập huấn đã bổ sung, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ, công chức viên chức của huyện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới. Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổ chức trao học bổng cho các em học sinh tại huyện miền núi Bắc Trà My. Chương trình đã trao 66 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền này do Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam kêu gọi vận động từ các tổ chức cá nhân hảo tâm hỗ trợ. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên, chia sẻ giúp các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được biết, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam còn phối hợp với tổ chức SAP Việt Nam trao tặng học bổng cho 18 em mồ côi cha mẹ bị chết do dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng tại thành phố Tam Kỳ, huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Tiên Phước, Núi Thành và Thăng Bình. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm giao mùa này, dịch sốt xuất huyết đã bùng phát trở lại tại hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Hiện tại, chính quyền và người dân địa phương nơi đây đã có những biện pháp nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh. Sau đây là phóng sự ghi nhận tại huyện miền núi Bắc Trà My. Theo thống kê của ngành y tế huyện Bắc Trà My, đến nay toàn huyện có 150 ca bệnh sốt xuất huyết. Tính riêng trong tháng 9 này, tại thị trấn Trà My đã ghi nhận 8 ca dương tính với sốt xuất huyết. Trong đó, nhiều ca bệnh mới xuất hiện tại hai tổ dân phố, Đàng Bộ và Đồng Trường. Các xã Trà Dương, Trà Sơn, Trà Đông, Trà Giáp đều ghi nhận các ca bệnh có yếu tố ngoại lai. Nhiều ca bệnh phải nhập viện để điều trị. Ý thức được nguồn lây chủ yếu của dịch sốt xuất huyết, người dân trên địa bàn huyện Bắc Trà My không chủ quan, phối hợp cùng với chính quyền địa phương ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy. Các quá trình ở trên địa bàn của thị trấn Trà My này, Bắc Trà My này là cũng có nhiều ca sốt xuất huyết, cho nên đó, trung tâm y tế của trộm đó đã đi đến các nhà hộ dân là chỉ thuốc ngăn ngừa với là hướng dẫn các hộ dân là coi như mình phải giữ vệ sinh, không cho con mũi con lan phát hiện ra sinh sản con lan quang để mà xài gây mầm mống cơ của bệnh sốt xuất huyết này đây, thì các hộ dân ở đây cũng hoan nghênh, cũng cảm ơn của chính quyền đó quan tâm đến nhân dân. Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo trạm y tế các xã thị trấn
tập trung công tác khống chế các ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng. Theo đó, ngành y tế huyện đã tổ chức 15 đợt phun thuốc diệt muỗi, đồng thời các cán bộ y tế đã đến tận các hộ dân khu vực xảy ra dịch bệnh, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Trạm y tế cũng phối hợp với người dân là tuyên truyền vận động cho người dân là dọn vệ sinh khu vực xung quanh nhà ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh để cho các muỗi bọ gậy lang quang không có nơi sinh sống để mà nó phòng được cái bệnh sốt xuất huyết. Ngành y tế huyện Bắc Trà My đã kịp thời thành lập các đội xung kích tại 13 xã thị trấn. Các đội xung kích thực hiện ra quân diệt lang quang, bọ gậy mỗi tuần một lần. Đây được xem là phương án trước mắt và lâu dài để ứng phó với dịch bệnh sốt xuất huyết trước nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh trong thời điểm mùa mưa đang cận kề. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Trà My triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó tạo điều kiện cho rất nhiều học sinh, sinh viên tiếp tục được học tập. Vợ chồng bà Đoàn Thị Lệ buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ tại chợ Trà My. Với nguồn thu nhập từ quầy tạp hóa này thì gia đình bà Lệ chỉ đủ trang trải chi phí trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, khi được tiếp cận nguồn vốn vay dành cho học sinh sinh viên, bà Lệ đã làm thủ tục vay vốn cho ba con ăn học. Đến nay, hai người con lớn đã ra trường, có việc làm ổn định. Người con nhỏ đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Cái nguồn này rất là thiết thực, tại vì tôi là có ba đứa con mà. Đứa mô ra trường, ra học cũng là nhờ cái nguồn vốn của chính sách nhà nước. Cho nên chị cứ nhờ nguồn vốn chính sách nhà nước, cho nên cho con tôi cũng ra trường, đã học hết. Nói chung là buôn bán thì buôn bán nhỏ thôi, còn tập hóa thì cũng đủ trang trải ăn gia đình. Cũng nhờ nguồn vốn và sinh viên con tôi mới được ăn học tới nơi tới chốn. Điều đó rất cảm ơn chính sách nhà nước. Ngay từ đầu năm học mới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Trà My đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở để tuyên truyền về chính sách mới của chương trình cho vay học sinh sinh viên. Đồng thời, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Trà My còn phối hợp với 13 xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt đối với hộ vay mới, vay lần đầu, để tránh tình trạng đến ngân hàng không vay được vốn do thiếu thủ tục. Theo đó, mức cho vay tối đa hiện nay là 4 triệu đồng trên một tháng trên một học sinh sinh viên. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Trà My tổ chức giải ngân nguồn vốn học sinh sinh viên món vay đầu tiên của năm học mới 2022-2023. Thì với cái cho vay lần này thì có hạn mức được chính phủ nâng lên từ 2,5 triệu trên một tháng lên 4 triệu trên một tháng, như vậy là đồng nghĩa là 40 triệu đồng trên một năm. Thì với cái hạn mức mới này thì đối với các bạn học sinh sinh viên, người dân tộc thiểu số hoặc người nghèo là có đủ điều kiện để trang trải chi phí học tập mà không cần phải lo lắng trong cái việc mà phải tốn kém về chi phí. Còn đối với giải pháp thì Phòng Dịch Ngân hàng Sách thông báo đến toàn thể nhân dân, tất cả các tổ vốn nhân dân, các bạn học sinh sinh viên, bọn nào có nhu cầu và vốn mà còn khó khăn về điều kiện kinh tế, không đủ điều kiện học tập thì đến với Ngân hàng Sách để chúng ta được phục vụ chu đáo, được tốt hơn. Năm 2022, dự kiến nguồn vốn vay dành cho học sinh sinh viên trên địa bàn huyện Bắc Trà My khoảng 3 tỷ đồng. Thủ tục đơn giản nhưng đảm bảo đúng nguyên tắc đối tượng nhằm giúp cho các hộ tiếp cận vay vốn kịp thời. Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho học sinh sinh viên trang trải chi phí học tập, qua đó góp phần ổn định đời sống tư tưởng cho hộ gia đình và học sinh sinh viên là chính sách đúng đắn của Đảng nhà nước ta, phù hợp với điều kiện thực tế của đồng bào nhân dân tại vùng khó khăn như huyện miền núi Bắc Trà My. Trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.